Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ngày 6 tháng 8, hàng loạt các vụ nổ súng đã xảy ra tại nhiều bang trên nước Mỹ. Những vụ bạo lực này đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em và nhân viên cảnh sát. Tại bang Florida, một nghi phạm trong một vụ nổ súng đã bị các thành viên của lực lượng đặc nhiệm SWAT hạ gục. Trước đó, tên này đã nổ súng bắn hai nhân viên cảnh sát rồi cướp một chiếc xe bỏ trốn bảy giờ sau đó cảnh sát đã lần theo dấu vết của hắn đến một khách sạn gần khu nghỉ dưỡng Universal Orlando, bang Florida. tên này đã nổ súng đáp trả cảnh sát và bị bắn chết. trong khi đó tại bang Louisiana, một vụ nổ súng khác đã khiến một trẻ em thiệt mạng và năm người khác bị thương, trong đó có hai nhân viên cảnh sát. trước đó ba nhân viên cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo về vụ nổ súng trong một ngôi nhà. khi cảnh sát đến nơi, có người đã nổ súng vào họ, khiến hai cảnh sát bị thương. Cảnh sát cho biết thêm nghi phạm cũng bị thương và vẫn chưa xác định danh tính. Cùng ngày ở bang Kansas, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe bị đánh cắp. Lúc bị phát hiện tài xế đã cố tình tông vào xe tuần tra và bỏ trốn. Cảnh sát đã đuổi theo và xảy ra đấu súng với hai kẻ tình nghi tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Mission, Kansas. Một nghi phạm bị bắn chết, tên còn lại bị bắt. Vụ nổ súng khiến một nhân viên cảnh sát bị thương.